Xin chào tất cả mọi người. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều người nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi, và cũng có rất nhiều người đã đến công ty luật của tôi để được tư vấn về thủ tục là xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Thì luôn tiền đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ để chúng ta biết được là cái quy trình để thực hiện cái thủ tục xin giấy phép xây dựng là như thế nào, cần những cái giấy tờ phải chuẩn bị ra làm sao, và cái phí tổn và từng bước phải giải quyết như thế nào để xin được một cái giấy phép xây dựng đó, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để tránh thiệt hại và tránh mất thời gian cho chúng ta. Thì như mọi người cũng biết, hiện nay thì đối với các coi như là căn nhà ở tại đô thị và cần phải khi mà xây dựng thì bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng. Còn có những cái trường hợp mà ở tại nông thôn hoặc là vùng sâu vùng xa đấy, những cái căn nhà mà ở riêng lẻ thì có thể là không cần phải xin giấy phép, hoặc trong trường hợp xin giấy phép thì cái thủ tục là nó đơn giản hơn nhiều so với những cái trường hợp mà xin giấy phép nhà ở ở các cái đô thị, các cái thành phố. Đấy, thì ở đây tôi cũng muốn tư vấn gọi là cái xin giấy phép chung thôi. Đấy, thì để một cái bộ hồ sơ và xin giấy phép thì gồm các cái mình cần chuẩn bị các cái giấy tờ như sau. Thứ nhất là chúng ta phải có coi như là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đấy, có thể là hai bản. Đấy, chúng ta phải sao y công chứng. Đấy, photo để sao y công chứng. Đấy, là thứ nhất là cái bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rồi thứ hai á là bản vẽ. Đấy, cái bản vẽ này gọi là bản vẽ chi tiết những cái công trình mà mình xin giấy phép đấy, nhà ở của mình. Đấy, thì cái bản vẽ xin giấy phép này thì nó thể hiện là mặt cắt, mặt dựng đấy của các cái phần, ví dụ như mặt cắt mái, mặt cắt móng, mặt cắt tường đấy, hoặc là có những hệ thống cấp thoát nước đấy, các cái hệ thống có xử lý cấp và từ xử lý đấu nối với các cái công trình kỹ thuật coi như là của cơ quan của coi như là công cộng, ví dụ như điện nước đấy, các cái xử lý nước thải là cần phải thể hiện cụ thể ở coi như là cái bản vẽ thiết kế xây dựng. Thì theo kinh nghiệm thì chúng ta nên là thuê đấy một cái công ty đó, có cái đội ngũ vẽ hoặc là có cái điều kiện là vẽ chuyên nghiệp đối với trong trường hợp để mà xin giấy phép cho chúng ta. Đấy, bởi lý do khi mà nộp cái hồ sơ xin giấy phép đấy thì phải có thêm cái giấy là giấy chứng chỉ về kỹ sư thiết kế xây dựng đấy. Đấy, và cái giấy phép của công ty thiết kế. Đấy, nghĩa là có cái đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm để mà thiết kế đối với cái nhà của mình. Đấy, thì ngoài ra còn có những cái ví dụ cái đơn xin coi như là giấy phép xây dựng đấy, rồi cái bản coi như cam kết của chúng ta trong trường hợp chúng ta xây dựng nhà liên kế mà ở bên cạnh có căn nhà của người khác thì chúng ta phải có cái bản cam kết là an toàn đối với cái trường hợp là quá trình mình xây dựng để đảm bảo cái an toàn cho cái căn nhà kế bên, đó là chúng ta phải có cái giấy phép xây dựng giấy cam kết như vậy nữa. Đấy, thì khi mà chúng ta đầy đủ cái hồ sơ như vậy đấy thì chúng ta nộp vào có ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã. Đấy, đó là nơi mà cấp cái giấy phép xây dựng cho chúng ta. Trong trường hợp chúng ta xây dựng mà diện tích là từ 1.000 mét vuông xây dựng trở xuống thì xin ở cấp huyện, quận, thị xã. Còn trong trường hợp mà chúng ta xin giấy phép xây dựng mà ở đối với những công trình từ 1.000 mét vuông xây dựng trở lên thì phải xin ở cấp sở. Đấy, đó là cái điều kiện là quy định của pháp luật. Thì đối với cái thời gian cấp á, thì từ 15 đến 20 ngày. Đấy, là kể từ cái ngày mà có tiếp nhận hồ sơ đầy đủ. Đấy, là trong cái thời gian là chỉ trong vòng 15-20 ngày là cơ quan có thẩm quyền phải ra giấy phép xây dựng cho mình. Trong trường hợp mà không ra thì phải trả lời bằng văn bản cho chúng ta. Đó, mà nếu trong trường hợp mà có những cái trục trặc mà muốn gia hạn thời gian xin giấy phép thì chỉ coi như là gia hạn
thời gian trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn. Đấy thì có thể kéo dài ra tầm cỡ khoảng là 25-30 ngày. Đấy thì chúng cơ quan nhà nước phải ra coi như là giấy phép cho chúng ta. Đối với chi phí để mà cấp giấy phép thì chỉ có nếu mà ngoài cái tiền mà mình phải thuê đơn vị thiết kế thì đó là từ thỏa thuận giữa chúng ta và công ty. Thường thường thì coi như căn cứ vào cái diện tích xây dựng và căn cứ vào công trình. Đấy, còn đối với cái lệ phí cấp giấy phép thì 50.000 đến coi như 200.000 theo quy định của các loại công trình. Đấy, đó là cái chi phí. Và chúng ta nên nhớ ở đây có thêm một cái loại giấy phép gọi là giấy phép tạm. Đấy, có nhiều người không hiểu lý do nào mà cơ quan nhà nước lại cấp cho mình cái giấy phép tạm. Đối với những trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm là những trường hợp mà cái thửa đất của mình nó nằm trong khu quy hoạch. Đó, ví dụ như những cái dự án treo đấy, khu quy hoạch này là có thể là chưa được coi như là ra quyết định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đền bù giải tỏa cho chúng ta. Đấy, chưa có thực hiện, nghĩa là cái quyết định thực hiện cái việc mà đền bù giải tỏa hoặc là thực hiện dự án. Đấy, thì coi như là nếu phù hợp với coi như là công năng sử dụng đất. Đấy, ví dụ như đất của mình là đã chuyển mục đích thì người ta sẽ cấp giấy phép tạm cho chúng ta, gọi là cái giấy phép này có thời hạn. Và điểm yếu của cái giấy phép này á, là thứ nhất là có cái thời hạn. Đấy, và hết thời hạn đó chúng ta phải gia hạn. Còn trong trường hợp không gia hạn mà nhà nước yêu cầu mình phải tháo dỡ công trình đó thì chúng ta bắt buộc phải tháo dỡ. Đó, và cái chi phí tháo dỡ đó là chúng ta phải chịu, nhà nước không chịu trong trường hợp này. Bởi lý do khi cấp giấy phép tạm trong trường hợp này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc chúng ta phải cam kết bằng một cái văn bản là chúng ta từ coi như là xin giấy phép và từ coi như là chịu trách nhiệm trước cái việc mà tháo dỡ và di dời đối với cái tài sản của mình. Đấy, cho nên trong trường hợp này mọi người phải chú ý. Thì tôi cũng tư vấn ngắn gọn như vậy để mọi người biết được cái thủ tục để xin cái giấy phép xây dựng là như thế nào. Nếu ai còn có những thắc mắc hoặc những phần chưa hiểu có thể gọi điện thoại cho tôi để được coi như tư vấn kỹ hơn. Và nhớ đăng ký kênh YouTube Mai Tiến Luật để kịp theo dõi những coi như là video mà chúng tôi xây dựng nhằm mục đích tư vấn pháp luật để chúng ta coi như là tránh được những cái rủi ro pháp lý trong đời sống và trong công việc làm ăn của chúng ta. Và tới đây thì tôi cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.